Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định số 650 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, tỉnh Hưng Yên. Dự án do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư, thuộc xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ với quy mô 216 ha. Tổng mức vốn đầu tư dự án là trên 2.600 tỷ đồng. Quyết định yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan có liên quan giám sát đánh giá việc thực hiện dự án. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 có diện tích hơn 300 ha, trong đó giai đoạn 1 đã được phê duyệt là 97 ha và phạm vi giai đoạn mở rộng là 216 ha. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 thu hút đầu tư trong các lĩnh vực ngành nghề sản xuất sạch, ít gây ảnh hưởng tới môi trường như sản xuất chế tạo thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, các sản phẩm từ công nghệ mới, sản xuất chế tạo cơ khí, máy móc, thiết bị, sản xuất hàng tiêu dùng.